Bà Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, được xác định mang quốc tịch Việt Nam và Cộng hòa Cyprus, song không ảnh hưởng đến quá trình điều tra và xử lý hành vi phạm tội. Quá trình điều tra bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã lập lý lịch tư pháp của bị can. Đây là một trong những hoạt động tố tụng trong điều tra vụ án hình sự nhằm làm rõ nhân thân người phạm tội cơ quan điều tra xác định bà Hằng trước đây mang tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền đến năm 2010 đổi tên như hiện tại. Ngoài quốc tịch Việt Nam, bị can còn có quốc tịch tại Cộng hòa Cyprus. Theo luật sư Võ Đoàn Mạch, giám đốc công ty luật thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ theo điều 5 Bộ luật hình sự, việc bà Hằng mang hai quốc tịch không ảnh hưởng đến quá trình điều tra xử lý tức là bộ luật hình sự được áp dụng để xử lý mọi hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt chủ thể thực hiện thành vi phạm tội là công dân Việt Nam, nhiều quốc tịch hay nước ngoài. Trong một số trường hợp liên quan đến miễn trừ ngoại giao, các cam kết trong điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập ký kết, người nước ngoài phạm tội tại Việt Nam thuộc đối tượng này thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế hoặc theo tập quán quốc tế đó. Tuy nhiên, bà Hằng không thuộc trường hợp được miễn trừ ngoại giao quy định tại pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam ngày 23 tháng 8 năm 1993 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 73 CP ngày 30 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ. Theo đó, cơ quan điều tra vẫn giải quyết theo trình tự, thủ tục tố tụng thông thường, áp dụng cơ chế xử lý tương tự như một người nước ngoài thực hiện hành vi phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam. Pháp luật Việt Nam sẽ được áp dụng xử lý. Tuy nhiên, trong quá trình tố tụng, Đại sứ quán Cộng hòa Cyprus muốn tham hỏi thông tin về công dân của mình thì cơ quan tố tụng vẫn tạo điều kiện cho tiếp xúc trong phạm vi ngoại giao lãnh sự để nắm thông tin. Ngoài ra, không có ngoại lệ nào khác, luật sư Đan Mạch nói. Nói rõ hơn về các chủ thể được hưởng chế độ miễn trừ ngoại giao, tiến sĩ Nguyễn Hữu Thế Trạch, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các trường hợp này bao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, gồm các đại diện tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hiệp quốc, đại diện của tổ chức quốc tế liên chính phủ ngoài hệ thống Liên hợp quốc và đại diện các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và thành viên của những cơ quan đó cũng như thành viên của gia đình họ hiện nay việt nam cộng hòa cyprus không có điều ước quốc tế bà hằng cũng không thuộc trường hợp miễn trừ ngoại giao nếu bà hằng phạm tội trước hết vẫn là công dân việt nam nên cơ quan có thẩm quyền sẽ áp dụng luật pháp của việt nam để xử lý ông trạch nêu quan điểm Bà Nguyễn Phương Hằng được biết đến là đại gia bất động sản tại Việt Nam, vợ của danh nhân Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng Lò Vôi. Theo cơ quan điều tra, từ giữa năm 2021, bà Hằng đã dùng hàng chục tài khoản trên YouTube, Facebook, TikTok, thực hiện cả trăm buổi livestream, trong đó có nhiều nội dung sai sự thật, sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của những người liên quan. Trong hai tháng, cơ quan điều tra bốn lần mời bà Hằng lên làm việc để cảnh cáo, dàn đe và yêu cầu chấm dứt hành vi livestream phát ngôn ảnh hưởng đến người khác. Nhưng bà này cố ý né tránh, không chấp hành. Bà Hằng bị cho là không hợp tác, coi thường luật pháp, tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, tổ chức các đoàn người đến nhà riêng của những người mâu thuẫn để công kích, xúc phạm và đều livestream trên các nền tảng mạng xã hội Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ hành vi sai phạm của người đã và đang hỗ trợ bà Hằng, đạo diễn kịch bản truyền thông, mời khách và phân vai đả kích người khác. Lê Văn Phụng, 32 tuổi, bị xử phạt 4 triệu đồng vì đang tiktok kêu gọi biểu tình ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng. Ngày 17 tháng 4, Phụng đã bị công an thị xã Tân Uyên xử phạt về hành vi tổ chức xúi dục, kích động người khác gây dối, làm mất trật tự công cộng theo điểm A khoản 4 điều 7, Nghị định 144 năm 2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội. Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng đã bị bắt tối ngày 26 tháng 3, phụng đã dùng tài khoản TikTok để đăng video kêu gọi biểu tình trước cổng khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Hằng thuộc phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một để ủng hộ bị can. Làm việc với cơ quan điều tra, phụng đã thừa nhận hành vi mục đích là câu like, câu view. Người này đã gỡ video, cho biết nhận thức sai phạm và cam kết sẽ không tái phạm. Nguyễn Phương Hằng, tên khai sinh là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 26 tháng 1 năm 1971 tại miền Nam Việt Nam, sang Canada định cư từ năm 16 tuổi. Bà Hằng sau đó đã kết hôn với một người chồng Hoa Kiều và có chung sống với một ông chồng có một người con. Năm 23 tuổi, chồng bà qua đời và để lại cho bà cùng đứa con của mình với thừa kế tài sản trị giá 18 triệu USD. Sau đó bà đã thanh lý hết tài sản và đưa con về Việt Nam lập nghiệp, tham gia kinh doanh bất động sản trồng cao su và mở siêu thị thời trang. Năm 2006, bà kết hôn cùng với một doanh nhân tên là Trần Văn Thìn. Tuy có cùng với nhau một người con gái, nhưng hai người sau đó đã quyết định ly hôn vào năm 2007. Ngày 8 tháng 6 năm 2010, Nguyễn Phương Hằng tái giá cùng doanh nhân bất động sản Huỳnh Uy Dũng. Năm 2020, ông Dũng chính thức rút lui khỏi thương trường, nhường hết quyền điều hành công ty cổ phần Đại Nam cho bà Hằng. Vào cuối năm 2018, Nguyễn Phương Hằng đã được Đại học Apollo, một đại học giáo dục từ xa ở Mỹ, trao bằng giáo sư thính giảng danh dự. Ngày 24 tháng 3 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi và bổ sung năm 2017. Viện kiểm sát nhân dân cung cấp đã phê chuẩn quyết định này. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng từ ngày 16 tháng 2 năm 2022 đến ngày 29 tháng 4 năm 2022. Từ khoảng tháng 3 năm 2021 đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng đã thường xuyên livestream kêu gọi nhiều người nổi tiếng. Trong đó, nhiều buổi livestream bà Hằng đã tối nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, MC Đại Nghĩa ăn chặn tiền quyên góp cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2020. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã vào cuộc điều tra và kết luận các nghệ sĩ này không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung nên không khởi tố vụ án hình sự. Bên cạnh đó, công an thành phố Hồ Chí Minh cũng ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với ông Võ Hoàng Yên, nghệ sĩ Hoài Linh do không có dấu hiệu tội phạm. Bà Hằng cùng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Vy Oanh, ông Võ Hoàng Yên Nghị sĩ Hoài Linh, nhà báo Hàn Nhi, nhà báo Đức Hiển, bà Đinh Thị Lan tố cáo về hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Bà Nguyễn Phương Hằng, tên cũ là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, là người rất nổi tiếng trong giới doanh nhân. Bà là Việt Kiều Canada hay còn được biết đến với biệt danh Hằng Canada. Bà Hằng đã sinh sống tại Canada từ năm 16 tuổi, từng có một đời chồng tại Trung Quốc, và sau này họ đã cùng có một đứa con chung. Sau khi người chồng này mất, bà đã thành lý hết tài sản, đưa con về Việt Nam thành lập công ty, kinh doanh bất động sản, trồng cao su và mở siêu thị thời trang. Theo lời kể, bà Hằng đã bắt đầu bươn trải để kiếm tiền từ năm 25 tuổi. Bà Hằng từng chia sẻ quan điểm của mình trên báo giới. Tôi không phải là người phụ nữ thích xài tiền của đàn ông, những thứ tôi thích thì tôi phải làm để hưởng thụ, không có sống nhờ vào ai, kể cả là chồng mình. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng và chồng đã cùng lên tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt của họ hơn 200 tỷ đồng thông qua các hoạt động cứu trợ người dân miền Trung trong đợt lũ lụt năm 2020. Trong đó nổi bật là việc xây lên một cơ sở thờ tự tại Bình Thuận với một số vụ liên quan khác. Dù sau đó ông Yên xin được gửi trả lại số tiền trên nhưng vợ chồng ông Dũng vẫn từ chối và nói rằng sẽ tố cáo vạch trần bộ mặt thật của ông Võ Hoàng Yên vì cho rằng ông đã có hành vi khám chữa bệnh phản khoa học, không có cơ sở truyền đoán và có dấu hiệu gian dối chiếm đoạt tài sản của bệnh nhân. Trong video đăng tải vào ngày mùng 4 tháng 3 năm 2021, bà Hằng cho rằng ông Võ Hoàng Yên hoạt động chữa bệnh tại tỉnh Bình Thuận là do có sự bao che của cơ quan chức năng. Vì phát ngôn này, nên vào ngày 16 tháng 4, bà Hằng đã bị Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 7,5 triệu đồng vì cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Ngày 15 tháng 1 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh quyết định không khởi tố vụ án do không có dấu hiệu phạm tội. Cuối tháng 4 năm 2021, bà Nguyễn Vương Hằng trong buổi phát trực tiếp của mình đã lên tiếng chỉ trích nghệ sĩ Hoài Linh, người được biết là đã từng được ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh, vì không lên tiếng tố cáo hành vi lừa đảo của người này như bà. Ngày 28 tháng 4, bà Hằng đưa ra những bằng chứng xác thực cáo buộc hai người trên có thân tình, cho rằng Hoài Linh không tố cáo Võ Hoàng Yên là vì họ có dây mờ dễ má với nhau, đồng thời cáo buộc Hoài Linh có khuynh hướng mê tín dị đoan và muốn học nghề chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên. Trước những cáo buộc trên, Hoài Linh giữ im lặng và không đưa ra bất cứ lời giải thích nào. Sau đó vào ngày 22 tháng 5, Bà Hằng Tố Hoài Linh giữ số tiền quyên góp 13,4 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt vào hồi cuối năm 2020 làm của riêng. Đến ngày 25 tháng 5 năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục phát trực tiếp với nội dung chính xoay quanh việc Hoài Linh chưa thực hiện công tác từ thiện, dù đã nhận quyên góp hơn 13 tỷ đồng và đưa ra nhiều lời tố cáo chưa được kiểm chứng về lối sống, đời tư của người nghệ sĩ này. Buổi phát trực tiếp này trên trang Facebook cá nhân của bà Hằng có thời điểm đã ghi nhận hơn 225.000 lượt xem. Hai trang phát trực tiếp trên kênh YouTube Trường đua Đại Nam và trang Facebook của công ty Đại Nam cũng lần lượt đạt hơn 163.000 và 80.000 người xem cùng lúc. Được cho là đã xác lập kỷ lục luồng chuyên phát trực tuyến được xem cùng lúc nhiều nhất trên Facebook tại Việt Nam với thời điểm có gần 500.000 người lượt xem cùng lúc. Hoài Linh sau đó biện hộ rằng ông đã có ý định trao cho người dân trước dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu nhưng vì dịch Covid-19 bùng phát nên đành phải hoãn lại. Tuy nhiên, lời giải thích này của Hoài Linh sau đó gặp phải phản ứng trái chiều từ dư luận và người hâm mộ với lý do đã có những thời điểm dịch bệnh được khống chế hoàn toàn. Ngày 31 tháng 5 năm 2021, giữa ồn ào liên quan đến việc ngâm tiền từ thiện, đại diện Hoài Linh đã trao cho tỉnh Quảng Trị 2,4 tỷ đồng. Bên cạnh Hoài Linh, bà Nguyễn Phương Hằng cũng không khai chỉ trích đích danh nghệ sĩ Hồng Vân vì một tài khoản Facebook được cho là của người này đã có những bình luận thiếu khách quan về bà. Bà Hằng sau đó đã công khai một đoạn ghi âm ngắn được cho là của Hồng Vân với những từ ngữ thiếu tôn trọng khán giả. Sau nhiều ngày giữ im lặng, Hồng Vân đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định những cáo buộc của bà Hằng là thiếu chính xác. Sau khi bị ca sĩ Viu Anh chia sẻ cảm nghĩ với nội dung bóng gió đả kích, bà Nguyễn Phương Hằng sau đó đã livestream công bố nhiều góc quát trong quá khứ của ca sĩ này như từng làm bé để thuê, cướp chồng. Viu Anh đáp trả lại gai gắt và lên tiếng phủ nhận những cáo buộc của bà Hằng, đòi bằng chứng đến trước ngày 29 tháng 5. Vào ngày 21 tháng 6 năm 2021, Viu Anh cho biết cô đã gửi đơn tố cáo Nguyễn Phương Hằng lên công an thành phố Hồ Chí Minh vì cho rằng bà đã sử dụng những ngôn từ phản cảm xúc phạm đến cá nhân cô cũng như gia đình và các con. Vào tối ngày 24 tháng 8 năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng đã livestream lên tiếng tố đảm Vĩnh Hưng vì ngâm tiền từ thiện của người đóng góp, đồng thời cho biết đang giữ khoảng 2kg giấy tờ sao kê từ tài khoản ngân hàng của anh. Và tiết lộ, số tiền từ thiện thực sự mà nam ca sĩ nhận được lên hơn 96 tỷ đồng, hoàn toàn khác so với số tiền trước đó công bố được nhận. Bà cũng cảnh báo trong vòng một tuần, nếu đảm Vĩnh Hưng không công khai bản sao kê tổng số tiền từ thiện anh nhận được thì sẽ tung bằng chứng và nhiều đến pháp luật can thiệp. Sau đó một ngày, Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức lên tiếng về vấn đề này nhằm chấn an dư luận. Đến ngày mùng 1 tháng 9 cùng năm, Đàm Vĩnh Hưng gửi đơn lên cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hồ Chí Minh tố cáo bà Phương Hằng vì hành vi phu khống, làm nhục người khác, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Không dừng lại ở giới nghệ sĩ, nhà báo Hàn Ni của báo Sài Gòn Giải Phóng và nhiều cá nhân khác cũng nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Ngày 26 tháng 10 năm 2021, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi đơn tố giác bà Hằng lên cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương về hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để vu khống làm nhục ông cũng như cơ quan mà ông đang làm việc. Ngày 13 tháng 10 năm 2021, bà Hằng tiếp tục loạt livestream giải ăn chặn mở rộng, trong đó cho biết đã phối hợp với công an điều tra nhằm xác minh các cá nhân có liên quan đến vụ việc từ thiện và nêu nhiều tên nghệ sĩ, ca sĩ làm từ thiện trong giai đoạn tháng 10, 11 năm 2020 tại miền Trung nhưng chưa sao kê và các cá nhân tổ chức tiếp tay cho những nghệ sĩ trên.